Đây em có một chiếc 2 tấn rưỡi xăng nữa này, Mitsubishi. Đấy, đang chui công dịch giá, chui công Batibrao. Đấy, tắp đang 4m. Dịch giá này. Đấy. 2 tấn rưỡi. Đấy, đổi chức năng theo cầu luôn. Đấy. Đèn còi xi nhan này. Nguyên zin chassis Nhật Bản. Đấy, tem xe đang kiểm đầy đủ hết. 2 tấn rưỡi FG25 này. Ghi hết thông số như này. 4 ốp hơi. Đấy. Đây, chassis đây. Đây. Chassis nguyên zin hết. Không không có mục như không có ấy gì hết cả. 2,5 tấn đâu, trọng 2,5 tấn. Máy xăng chạy rất êm luôn, được có lốp rất đẹp. Đây, làm vậy không hàn gì, không gì biết chưa nào hàn gì thì phát biết ngay. Đây, số sàn. Đây, kim báo hoạt động tốt này, kim báo nhiệt, kim báo dầu này, chạy 9.680 giờ này. Ghế đem bọc lại rồi, ghế đẹp luôn. Đây, quan trọng nhất vẫn là máy móc. Rồi. Nguyên zin hết. Máy móc để ngoài trời là nó bụi như này thôi. Quay máy nguyên zin. Quay máy nguyên zin này là thế này thôi. Chủ phát một chiếc nguyên zin hết. Chưa bảo dưỡng, chưa làm gì cả, về bãi để nguyên luôn. Rồi, bụi xì xăng này. Nó rất là sáng này. Lau cái này thì nó còn màu vàng. Cánh quạt thì nằm đằng sau. Đây, cánh quạt đây. Chạy cứ game. Đây, đang bị vướng cái chân. Nó vừa đang bị vướng cái chân này không đúng nên là không đạp được ga. Đây em lái thử anh xem. Đấy, dịch giá. Dịch giá này. Thả ra cả vào này. Đấy, ra cái ti để sáng láng luôn. Ti rất là đẹp luôn. Đấy, lưng cao 4m này, hết tầm luôn này. Đấy, 8 lưng này. Nó cùng một loại kiểu là xe máy dầu với máy xăng mà cấu hình như thế này, để đắp được đắt cao đôi. Đắt cao đôi chiếc này. Tắp lăng 4m này. Tắp chui công 4m dịch giá. Gầm bậy nguyên zin, không hàn gì. Đây, đây là sơn này. Đấy. Màu nguyên bản nó đang màu mận đây này. Xe rất đẹp luôn. 2,5 tấn. Đây, em thử tải kiện gạch 2 tấn. Đấy, xe 2,5 tấn, máy xăng. Đấy, cái bộ chu công này nó bị mất mấy tải rồi, mấy tải, mấy tạ tải rồi.
chứ không dịch giá đây, giá hạ bình thường, đi lại bình thường luôn. Rồi, lưng hạ này, lưng này. Dịch giá này. Đấy. Dịch giá lên xuống với lại bình thường. Bình thường, thoải mái. Đó. 2 tấn rưỡi máy xăng khỏe hơn gì máy dầu đâu. Đấy, lốp hơi, 4 lốp hơi này là nếu mà đi cái đường này thì nó hơi sóc. Nó cứ bị chồng chành. Đấy, khác nhau giữa lốp kép và lốp hơi đó ở đoạn này này. Là cái len đất đây này. Đường đất nhau nhá. Đây đường đất này. Khác nhau giữa bánh đơn và bánh kép này. Đây là bánh đơn nhá. Lắc này. Đấy. Em đi tự nhiên luôn. Đây. Đoạn trước kia có đoạn gồ ghề kìa. Trước kia có đoạn gồ ghề kìa. Đi thử ở đây biết ngay. Đấy. 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 Bánh đơn và bánh đôi nó khác nhau đoạn này này. Nó khác nhau chục triệu ở cái đoạn này này. Đấy. Đi mà lưng hàng đoạn này không cẩn thận đổ cái xe ấy. Đấy, cân đối. Này, lắc rồi, lắc rồi, lắc rồi, lắc tự nhiên nhá coi nhá. Lắc lắc tự nhiên đấy. 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 Em quay rất là chân thật luôn. Cái này là 2897. Không có số 2897, số bền. Còn chạy đường băng này thì xe nào cũng được như nhau hết. Chạy đường băng này thì như xe nào cũng như nhau. Hơn nhau là cái bánh đôi, bánh kép và cái đường gồ ghề kia thôi.